Kính chào quý vị, chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi tạp chí truyền hình về an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh vừa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng. Tham gia bồi dưỡng có 300 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an các huyện, thành phố và hai đơn vị thuộc khối an ninh nhân dân. Lãnh đạo khối phòng nghiệp vụ đã trực tiếp truyền đạt các kiến thức chuyên sâu qua 5 chuyên đề, gồm những vấn đề cốt lõi và thiết thực, giúp học viên có cái nhìn tổng quát về nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng các cấp, từ đó chủ động trong công tác nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời tham mưu với cấp ủy các cấp đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Để xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh tổ chức tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân năm 2020 cho các đồng chí lãnh đạo, trưởng công an các xã, thị trấn và cán bộ chiến sĩ là hướng dẫn viên của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên được nghiên cứu một số nội dung quan trọng như quán triệt thực hiện các văn bản mới của Bộ Công an về công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong công an nhân dân, thực hành điều lệnh đội ngũ từng người tay không, đội ngũ từng người có súng, cách mang công cụ hỗ trợ, đội ngũ tiểu đội, trung đội, đại đội và một số nghi lễ công an nhân dân, thực hành sử dụng, bảo quản và quy tắc bắn súng, kiểm tra bắn đạn thật, cách sử dụng công cụ hỗ trợ, thực hành tập luyện một số động tác kỹ thuật, chiến thuật về quân sự, võ thuật cơ bản công an nhân dân. Có thể nói công tác huấn luyện điều lệnh quân sự võ thuật có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ thể hiện tính kỷ luật kỷ cương của lực lượng công an nhân dân mà còn rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ sức khỏe, nâng cao bản lĩnh, ứng dụng thuần thục các động tác võ thuật, sử dụng thành thạo vũ khí quân dụng nhằm ứng phó với mọi tình huống đột xuất trong quá trình đấu tranh ngăn ngừa tội phạm. Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020 cho quần chúng ưu tú. Trong 5 ngày, 23 quần chúng là cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng ban công an tỉnh được các giảng viên của Trung tâm Chính trị thành phố Nam Định và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt 5 chuyên đề gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa, nội dung cơ bản điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh luôn xác định việc kết nạp bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển Đảng. Thưa quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, một tụ điểm ma túy phức tạp gây hoang mang nhức nhối cho người dân thị trấn Liễu Đề vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hưng triệt phá thành công. Chiến công ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2020 không chỉ lập lại bình yên trên địa bàn mà còn tạo hiệu ứng tốt, giúp chính quyền và nhân dân thêm tin tưởng vào năng lực điều tra khám phá án của lực lượng công an. Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng. Căn nhà số 85K2 nằm trong một khu chợ với hai mặt tiền. Nhìn bề ngoài là hộ kinh doanh vàng mã đơn thuần, song thực chất lại là tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp. Kẻ cầm đầu là đối tượng ra tù vào tội, rất tinh vi trong việc bố trí cấu trúc căn nhà, đảm bảo kín kẽ cho hoạt động phạm tội, dễ dàng quan sát động tĩnh phía bên ngoài cũng như phát hiện sự xuất hiện của người lạ. Đối tượng Nguyễn Đình Hà này là một cái đối tượng là chúng tôi cũng đã trải qua cái công tác trinh sát, đã nắm bắt rất nhiều cái đối tượng này. Một đối tượng này là rất gây khó khăn cho cái anh em trinh sát, vì đối tượng này là một đối tượng rất là tinh vi xảo quyệt trong cái lĩnh vực buôn bán ma túy. Bản thân đối tượng đã có rất nhiều tiền án tiền sự về cái tội ma túy. Ngoài ra đối tượng này còn là một cái đối tượng côn đồ rất manh động, luôn lúc nào trong người cũng có súng. Kể cả trong nhà nó lúc nào cũng giấu súng, và nhà thì xây dựng kiên cố, rất nhiều phòng và cửa, phòng nào cũng có cửa sắt, camera tứ phía để giám sát và quan sát, nên là rất gây khó khăn cho cái lực lượng mà khi anh em chúng tôi tiếp cận để đấu tranh. Phát hiện tụ điểm từ lâu, bám sát theo dõi trong thời gian dài, song các phương án tiếp cận dường như đều không khả thi trước một đối tượng quá mưu mô, thận trọng và căn nhà gần như bất khả xâm phạm. Sau nhiều ngày đấu trí, đấu mưu, đấu cả sự kiên trì và bền bỉ, cơ hội đấu tranh thành công chuyên án 220H
cuối cùng cũng đến. Nguyễn Đình Hà bị bắt quả tang ngay khi đang thực hiện hành vi phạm tội. Đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lai Châu về Nam Định tiêu thụ bị bóc gỡ. 3 kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp, 30 gram thuốc phiện, 3 khẩu súng, 6 viên đạn, 1 ô tô và 150 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đã bị cơ quan công an thu giữ. Là tụ điểm phức tạp, hoạt động buôn bán ma túy của Hà không chỉ gây bức xúc cho người dân sinh sống trên địa bàn mà còn là mối lo sợ hoang mang chung của láng giềng xung quanh. Trong cái giai đoạn mà chuẩn bị tiếp cận để triệt phá cái tụ điểm này thì cái thời tiết như các đồng chí đã biết rất khắc nghiệt, trời thì mưa phùn lạnh rét, nên anh em chúng tôi cũng đã là cũng vận dụng ngay cái trong cái thời tiết khó khăn này, thời tiết khắc nghiệt để anh em chúng tôi đấu tranh thành công với cái chuyên án này. Ở đây có một cái tụ điểm như vậy trên này, họ đến họ mua bán các thứ đấy thì nó ảnh hưởng đến cái về cái tâm lý của bà con xung quanh rất là lớn. Từ hôm mà công an đã triệt phá được cái ổ nhóm này ấy, thì bà con ở đây rất là mừng, phấn khởi và nó làm là bình yên được cái khu vực. Trong thời gian vừa qua thì đối với quần chúng nhân dân trong thị trấn cũng có ý kiến rất nhiều về bức xúc về các cái tệ nạn buôn bán và sử dụng chất ma túy trên địa bàn thị trấn. Thế nên đối với người chính quyền đứng đầu của chính quyền ở địa phương ấy, thì với trách nhiệm của anh em tôi cũng là ghi nhận là đối với cái chiến công của lực lượng công an trong cái đầu xuân Canh Tí năm 2020 nên là phần nào đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân trong thị trấn để trong các cái xử lý tấn công và chấn áp tội phạm. Chọn đúng thời điểm đối tượng không ngờ tới nhất, nhằm đúng cơ hội hiếm hoi hắn chủ quan, mất cảnh giác mà lơ là. Sự nhận định đúng đắn về thời cơ phá án của người đứng đầu và những vất vả hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ tham gia là yếu tố cần và đủ để dẫn tới thành công của chuyên án 220H. Chiến công mở màn ngay những ngày đầu năm mới, báo hiệu một năm sôi nổi trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của Công an tỉnh Nam Định. Cũng đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Thưa quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia đã yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, đồng thời triển khai khai báo y tế toàn dân từ ngày 10 tháng 3. Với mục tiêu toàn dân chống dịch, người khai báo cần cung cấp đầy đủ các thông tin đảm bảo chính xác, trung thực. Việc khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử phạt, thậm chí có thể bị xử lý hình sự. Nghị định 89/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Điều 47 nêu rõ, chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe bất thường với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới nơi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. Thực hiện khai báo đầy đủ, chịu trách nhiệm về nội dung khai báo y tế quy định tại nghị định này, không được làm, sử dụng tờ khai y tế giả mạo và chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới. Các mức phạt được quy định cụ thể tại Điều 10 và Điều 12, Nghị định 176/2013 NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Người không thực hiện khai báo về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng với các trường hợp từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Còn Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định rõ, hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người sẽ bị phạt từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Người vi phạm bị phạt tù từ 5 đến 10 năm nếu hành vi đó dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hay Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc làm chết người. Trong trường hợp dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc làm chết 2 người trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 đến 12 năm. Người phạm tội
còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Thưa quý vị, thưa đồng chí và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với chủng mới của virus corona. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 173 để công bố dịch. Bộ Y tế cũng bổ sung dịch bệnh COVID-19 vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A. Đây là các bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch, đề nghị người dân không hoang mang lo lắng, nhưng cũng không chủ quan lơ là, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời chấp hành việc khai báo y tế toàn dân. Mọi hành vi vi phạm gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng và công tác phòng chống dịch đều sẽ bị xử lý nghiêm. Tạp chí truyền hình Vì An ninh Trật tự kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.